À, nãy nhìn thấy quả chè, bây giờ thấy mùa xuân tơ đã tới rồi, tới tươi như hoa rồi. Dạ em bị đau cái cổ, đau cái vai, đau cái tay. Rồi. Cổ đập. Bị bao lâu rồi? 4 tháng. 4 tháng rồi mà hiện ban đầu nó đau rồi sao? Ban đầu là nó đau ở dưới bàn chân này. Rồi. Chân thì chân rồi hả? Bên đây. À, rồi. Nhưng mà bây giờ là xuống dưới là nó đau. Đau đây. Rồi đau đây, không có đau đây à? Bên đây cũng có nữa. Đấy, nhưng mà đau ở dưới là bên đó. Dạ. Rồi. Thì nặng là cái cổ rồi. Rồi. Rồi có sưng lên đây, sưng này. Dạ. À. Rồi, điều trị sao này? Em uống nước tây. Uống tây uống gì? Biết vô uống không biết gì, chỉ uống vô thấy ăn ngon, ngủ ngon mà mập lên đúng không? Không mập. Mà hồi đó em chưa bệnh lại 80 kg, em bệnh em xuống còn lại. À, vậy là không sao. Rồi điều trị rồi không thêm hết. Dạ không, em đi nhiều chỗ lắm rồi. À, rồi nhà đâu mà nhiều chỗ? Nhà Bình Chánh. À, Bình Chánh gần đây hả? Ok. Rồi giờ thì hiện tại là cái khó chịu nhất là cổ. Cái lưng. Ừ. Cái này thì đi không được. Rồi. Đi thử. Đi thử coi đi được không được vậy. À, đi vòng chậm vậy đó. Dạ. À, đi nhiều nó đau cái gối đúng không? Dạ, đứng nhiều thì nó đau. À, đứng nhiều nó đau. Dạ. Ok. Rồi đi lại đây đi. Rồi hai cái đầu gối có nóng lên không? Dạ nóng. Nóng thì cũng sưng. Đúng rồi. Nóng cái gì? Cái cục này nó có lúc nó chạy tới chạy. Hiểu rồi. Cái trường hợp này là do tắc cái van tĩnh mạch và nó bị viêm cái tĩnh mạch này. Cô này bị viêm tĩnh mạch cho nên cô đi không được, là do cái viêm tĩnh mạch, không phải do việc nội khối cái động đâu. À, thành ra là ở bên đây thì mình mấy ngày nay có nhịn ăn khó không khí nhiều. Làm điều không? Dạ. Mà nhịn ăn quyết liệt nha. Dạ. Tại vì cái bệnh của cô á là chỉ có cái cách giải quyết là nhịn ăn, hút không khí, rồi chườm đá, nhưng mà đá thì không chườm trực tiếp đó. Thì cô có thể lấy miếng đá, cục đá lạnh á, bỏ vô trong cái túi ni lông, rồi cái là đắp mấy chỗ này bị nó căng cứng lên hết, là máu nó trương nó căng đó mà. À, nhưng mà hút không khí cho nhiều, rồi sau đó là ở đây có mấy cái bài tập mà để mà đẩy mấy cái mạch máu đó. Dạ, dạ. Thì nó sẽ giải quyết cho mình từ từ. Nhưng mà cái cơ bản chỉ là nhịn ăn hớp không khí chậm đá nè, thì nó mới khỏi được. À, còn cái chân cứng là tối bây giờ bạn hồi nãy giật cái tay chống mặt này. Mà trước đây cũng giờ hai bị chóng mặt gì đúng không? Không bị à? Mà nãy cái người gần có nghe nặng lắm không? Nặng không? Nè. Không mạnh hả? Rồi về. À lỏng ra. Chọn cái mặt luôn. Nhưng mà đã đá lên tỉnh. Đau nhưng mà đã. Vậy không? Đã. Đau nhưng mà đã. Đã nhưng mà đã. Đại mà đau nhưng mà đã. Nghe nó dễ chịu ha. Đấy. Rồi. Quay qua đây đi. Đó. Vậy đó. Ơi. Ráng nhịn ăn như cái cô nương. Còn rẻ lắm. Kinh khủng khiếp. Sao rồi?
sướng 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 nghe cái sướng dạ ông làm tự nắng chia nửa buổi chiều rồi mẹ ui quấn gì xây cái đồ ấy sao ngồi vậy trời ơi không có hôm nào đẹp như hôm nay, cổ cũng mềm ha, rồi tay bây giờ bớt đau bớt tê ha, sao hay quá ha. Sướng quá ha. Sướng. Cái cổ. Cổ hồi nãy không quay. Bây giờ nó quay được rồi. Bây giờ nó dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Nha, để đi liền để cho nó cho nó một cái cổ. Có cái cổ mà ở trong này mềm. Mềm, đứng gần mềm, mềm. Mềm. Đứng tới đèn. Không đứng chối mặt trường mà không. Tắt lại có gì đâu. Ok. Bây giờ là mọi chuyện là bình yên rồi đó. Bây giờ đi tới lui là ngon lành rồi đó. Về đi đi. Bây giờ không còn bệ nệ như nãy đâu. Đẹp rồi. Đi mạnh lên. Thấy chưa? Ôi trời ơi. Đúng không em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi nhìn trước bây giờ mà cúi xuống á rồi rồi sang trời rồi muốn chết rồi bây giờ em chạy đi ok hấp chạy lên nhảy lên ôi trời ơi đã chưa ok rồi tiếp em nhẹ hẳn rồi cổ hết luôn thiệt nhẹ. Cười tươi, hình như là lúc trước nhìn em chán đời lắm đúng không? Đúng rồi, trước đây là chưa tới đây là em chỉ muốn chết thôi á. Thiệt, chán. Chán đời muốn tự tử luôn ha. Mà hôm đầu đến nhìn tội lắm à, nhăn. Tội ghê. Cái này giờ cái cổ, nhảy đàn đồ cái cổ như thấy cổ quả chè. Mà sao? Thì chị chứng kiến thấy sao? À, nãy nhìn thấy quả chè mà giờ thấy mùa xuân tơ đã tới rồi. Tươi như hoa. Tươi như hoa. Đã quá. Rồi đây là lớp. Cảnh lớp đó. Tươi rồi, cười. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cười tươi lắm rồi đó. Về phải giữ đúng cái liệu trình của thầy. Em phải tiếp tục nghỉ năm nhé. Tiếp tục nghỉ năm chườm đá nhé. Để còn phải chữa tiếp cái tắc van tĩnh mạch nữa đó. Tắc van tĩnh mạch mình sẽ học ngày mai ngày mốt đó. Ngày thứ 6 là buổi cuối mình sẽ học tiếp nhé. Cười xinh. Hốt đi anh em. Chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.